Bà này, đám giỗ nhà mình năm sau nhá là sẽ có thêm người. Này, hay là ông đi đánh giặc ở đâu bé con về rồi lại làm tội tôi hả ông? Bà, anh nói vớ vẩn. Mấy năm nay người ta toàn giận ở nhà, được giận ở ngoài đã sướng. Ông có lé quán là không xong với tôi được đấy. Bà biết là tôi gần này tuổi rồi, còn hơi sức đâu mà tổng thêm nữa. Bà cứ nói đi. Thế vừa nãy ai khiêu khích tôi chưa? Khiêu khích cái gì? Cái thân già cỏ nhom này là hơi sức đâu mà khiêu với chả khích. Thế sao ông bảo là nhà mình năm nay có thêm người? Ôi giời, đấy là tôi nói thay là thằng Chiến, chứ không phải nói cái lời thằng Sĩ này đâu mà chưa gì nhận sĩ cả lên. Này, ông ơi, thế nó làm sao? Nó bảo là năm nay nó cưới, cuối năm mà có cháu. Ôi giời ơi, việc hệ trọng là như thế, sao tôi lại không biết? Ôi giời ơi, này, cái gì đấy? Hai bố con ông lại đi đêm với nhau đấy phải không? Ôi giời ơi, hôm qua tôi cũng vừa mới biết đi thôi. Đấy, tôi biết là do ngày hôm qua tôi gọi điện tôi bảo là nhớ nhắc nó về để ăn dỗ ông. Thế là nó mới xin phép là nó dẫn người yêu nó về để ra mắt. Thế nó bảo thế nào? Nó nói là con bé là ngoan, không xinh nhưng mà được cái có duyên. Đấy, gia đình là cũng có vốn. Mới quen nhau đã biết gì về gia cảnh mà nói là vốn với chả liếng. Gớm, nói coi như là thánh ý. Chứ không à, nó bảo là chúng nó yêu nhau cả năm nay rồi. Tình yêu của chúng nó đã đến lúc đơm hoa kết trái. Ông nói vậy có nghĩa là... Còn nghĩa là gì nữa? Nó giống tôi, nó giống bố của nó. Cứ phải là thử trước. Đấy, không thử trước thì vác về nhà một quả cầu điếc thì có mà một quả to. Bây giờ nhiều người bị như thế lắm. Ôi giời ơi, bố con ông ấy là táo tợn quá, chẳng có kỷ cương phép tắc gì cả. Ê, đàn ông thì phải có đàn bà, mâm xôi phải có con gà mới ngon. Thế là hóa ra ngày xưa ông thử tôi đấy phải không? Ông làm gà xong rồi ông mới cưới tôi đấy phải không? Ngày xưa đấy ai đã nghĩ như thế mà. Ngày xưa làm là làm theo cảm xúc, bây giờ chúng nó làm là có tính toán hết đấy, ghê lắm. Lũ đàn ông các ông cứ giở cái trò ấy ra, xong việc rồi kiểu gì cũng nói được. Tôi thì tôi thấy thằng Chiến này nó khôn đấy bà. Nó làm như thế để tôi với bà đỡ khổ. Tôi chẳng biết khôn hay là dại, nhưng cứ nhăm nhăm vào cái việc ấy, chẳng tìm hiểu kỹ cả, rồi sau này khổ cả đời ông ạ. Khổ đâu tôi chưa thấy, nhưng mà tôi cứ thấy đông con nhiều cháu là tôi vui rồi. Ở đấy kìa, chú Sử chú đến rồi kìa. Em chào chị. Thế Thím và các cháu đâu? Dạ, nhà em với cả mấy cháu nó đang chờ tí việc ở nhà. À, tí nó sang ngày đấy. Chú vào đi. Ái dồi ôi, cái chú đi đứng thế nào mà không nhìn à? Kính nhà tối quá, cái kính nhà nó chưa kịp đổi màu. Nó chú có làm sao không? Dạ không sao chị. Này, thế chú định để Thím ở nhà không được nghỉ ngơi à? Chị nói thế nào, thời buổi dân chủ này ai bắt nạt được ai đâu. Chính vợ em nó dặn em là sang đây đỡ đần anh chị đấy. Thế à? Dạ vâng. Em thấy anh chị có tuổi rồi mà cứ chạy đôn chạy đáo lo cái chuyện dỗ chặt thế này ấy, em đâu có dám trách. Ấy thế nhưng mà cái chuyện là dỗ Tết là hương khói nó có nguyên tắc của nó. Mình cứ tắt trước vài tuần hương để các cụ biết và còn về chứ. Kìa chú, cái chuyện này ấy, thì chị biết. Ngày dỗ có năm nào đã thiếu bàn tay của chị đâu. Chú không phải dạy bảo. Ê, tôi đốt hương ở đây. Chú ra lễ bố đi. Bà xuống lo cho bọn nhỏ ăn đi. Vâng. Em chào bà má cả. Dạ vâng. Cô Tuyết này. Dạ. Dỗ chặt năm nay ấy, là nhà bác cả có cái để báo cáo tổ tiên rồi đấy. Thế có việc gì thế ạ? Thằng cháu Chiến nó sắp trở hiêm. Thật thế ạ? Úi dồi, nếu mà đúng là như thế thì đúng là sung sướng quá các bác ạ. Như thế này chẳng mấy tí mà hai bác bên này là con cháu nó đầy đàn đầy đống bác Sử nhờ. Đấy, vừa mới nhắc đến thiền quá cơ. Thôi này bác Sử,
Nó mạnh cú chiếm nhà mình, chồng hết như là con gà chống thiến nhỉ. Trời ơi, thế lại gọi là gà chống thiến. Chết quên em nhớ mồm. Nó mới cứ như là con ngựa bị mọc mụn đấy. Nó có ai đáo để bác công nhận đâu. Con chào bố mẹ. Em vào đây, vào đây. Em vào cô chú ạ. Em vào đi cháu. Dạ, lời đầu tiên cho phép Kim Dung xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các bác, các cô, các chú ạ. À. Đây, cả nhà này. Con bé này cứ như là diễn viên truyền hình ý nhỉ. Này cháu, cháu cho cô hỏi là cháu công tác ở đoàn nào? Dạ, cô nói gì? Kim Dung xin lỗi, Kim Dung không hiểu ạ. Ý cô hỏi là cháu là dân văn công văn nghệ không? À, nghề của cháu ấy thì cũng có chữ công cô ạ. Nhưng mà cháu là công nhân ạ. Trời đất ơi, này Dung, Tuyết nghe Dung nói Tuyết cứ ngỡ là Dung đang hát cải lương đấy. Cải lương cũng hay cô nhỉ. Ừ. Nhưng mà giờ ít người xem rồi. Thôi nào, ra ghế ngồi uống nước đi cháu. Ra đây ngồi với cô. Thôi được rồi, để cháu đứng được rồi ạ. Dạ, Dung xuống từ Hà Giang ạ. Nên là cách nói năng có phần hơi khác ở đây. Nhưng mà bố mẹ và cô chú quen dần sẽ quý Dung thôi ạ. Này này các bác sĩ, bác sử. Không hiểu sao em nhìn con bé quen lắm. Hình như là em gặp cháu nó ở đâu rồi thì phải. Cô ơi, đây là lần đầu tiên Kim Dung xuống Hà Nội. Làm sao mà cô gặp được? Nhưng mà cô nhìn nó quen lắm, dứt khoát là cô gặp nó ở đâu rồi. Các bác này, nhìn con bé nó xinh xắn. Nên là cô cứ nói quen cho nó sang thôi. Chứ cô mày á, cả đời có ra phải làm bao giờ đâu mà quen mới biết. Thế gia đình cháu làm nghề gì? Dạ, bà nội Kim Dung là công nhân ở lâm trường chè, bố Kim Dung hái chè ở lâm trường, còn cuộc đời Dung ấy chắc cũng lấy chè làm kim chỉ nam ạ. Thế cô hôm nay làm sao? Cô định làm thầy tướng số hay là thầy phù thủy đấy? Cái bác này, cô cháu em đang tâm sự là để cho nó buôn dưa lê, để cho nó gần gũi, để hiểu nhau hơn. Thế mà lúc nào bác cũng cứ nhau như là chào màu mổ. Mổ ớt. À này, thế bố mẹ cháu tên là gì? Bố Kim Dung tên là Nguyên ạ. Ờ này, thế bây giờ cháu nói tiếp cho cô nghe xem nào. Kim Dung có nghe bà nội Kim Dung kể lại là ngày xưa ông nội Kim Dung từ dưới miền xuôi lên khai hoang ở trên này. Nhưng rồi sau đó thì bà cả của ông nội liên tóm cổ ông về. Sau đó ông mất tăm mất tích luôn. Rồi bà nội Kim Dung mất đi một mối tình đẹp ạ. À, bác sĩ này, có thấy câu chuyện này có trùng hợp khít đình khít. Cả về tên tuổi lẫn ý tứ câu chuyện đấy. Ờ, này này cháu này. Dạ. Thế bố mẹ cháu và bà thì có còn sống không? Hay là đã đi về nơi xa lắm rồi? Dạ, dù có nắng, dù có gió cũng không quật nổi một ai ạ, vẫn còn hiện hữu cả. Chỉ có điều là ngọn đèn còn hơi ít dầu ạ. Bố Nguyên nhà cháu lấy vợ tên là Quán Vọng. Ôi, chính xác ạ, đáp án hoàn toàn chính xác. Mà sao cô lại biết rõ về gia đình cháu thế ạ? Mà sao gọi là thằng ạ? Dân tộc nào gọi thế ạ? Dân tộc gì? Dân tộc giống cái thằng bố mày ấy. Cái thằng Nguyên ấy, nó là ngang hạng phải lứa với tao. Nó còn phải gọi tao là chị, biết chưa? Này cháu. Dạ. Có phải là bố cháu bị sốt rét ngã nước, rụng tóc, khó hết cả đầu? Còn ông nội cháu bị rắn độc cắn tụt một ngón tay cái bên bàn tay phải, có phải không? Đúng rồi ạ. Rồi, cô chú giỏi thế anh. Không cần phao trợ giúp mà nói đúng hết. Kim Dung cũng nghe bà nội kể lại như thế ạ. Đấy, cả đời cứ chê cô là không bao giờ bước chân ra khỏi cái cổng làng. Nhưng mà này, tiên cái gia phả dòng họ nhà này nhé, cô thuộc lòng tuốt lút luôn. Không được rồi các bác ạ. Em nghĩ là không ổn, bởi vì như này là anh em họ lấy nhau yêu nhau mất rồi. Trời đất ơi, tại sao lại có chuyện như thế này hả? Rồi con bé này này phải gọi tôi bằng bác, gọi thằng Chiến bằng anh. Thằng Chiến chạy nhanh ra xem con bé nó như nào. Nhanh lên. Bác cứ bình tĩnh. Em có ý kiến thế này. Trong cái chuyện này mà em nghĩ ấy, có khi chẳng có vấn đề gì đâu. Thì hai cháu ấy nó có hòa hảm với nhau. Thế nhưng mà một đằng ấy là con bà cả, một đằng là con bà hai, xa lắc xa lơ. Bây giờ mình cứ quyết định thế này.
cho chúng nó lấy nhau. Úi giời ơi, vẫn là cùng huyết thống. Ba đời lấy nhau làm sao được. Úi giời ơi, nếu mà như thế này thì còn gọi gì là tôn nghi trật tự nữa. Cái cách nhau mấy đời có liên quan gì đến nhau đâu mà lo à. Úi giời ơi, bác nói thế mà bác nghe được à? Tại sao lại không liên quan? Cơ này hay thật đấy. Liên quan. Một đằng nhá là hái chè có truyền thống, còn một đằng ấy là cày ruộng phát ly với thầy. Gớm thực, bác ăn nói như nào cho nó hay hơn. Bác ví với trẻ con như thế mà bác nghe được à? Thôi. Các cô các chú đừng to tiếng nữa. Rồi hàng xóm họ nghe thế họ bảo là anh em mình không biết bảo nhau. Thế các bác có nghe chuyện cái nhà xính ở xóm ba không? Đấy, không biết là chú hay là bác gì đấy nhỡ tỏm tem với cháu, thế cho nên là phải cưới. Ôi giời ơi, gấm ngót mười mấy năm rồi, có đẻ được đứa nào cho nó ra hồn đâu. Cũng đẻ được một thằng, thế nhưng mà đây 5-6 năm rồi ấy là đặt đâu nằm đấy, cứ ì ra một chỗ. Cận huyết thống mà lấy nhau ấy, không cẩn thận ấy, là liệt dương, liệt giống chứ chẳng chơi đâu. Thế hả? Khổ thế gì đi. Anh em lấy nhau như thế này, quả báo, nhục, nhục lắm, em không chịu được nhục. Bố ơi, con Dung đâu? Cô ấy bỏ con rồi, cô ấy bỏ con, cô ấy đi rồi. Hay rồi, sao nó lại dại dột thế? Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi, trẻ người non dạ. Cô ấy lên đường về quê rồi. Rồi đất ơi, thế mà làm tao cứ tưởng. Dạ, thưa bố mẹ, thưa cô chú, do cháu tìm hiểu không kỹ nên mới làm ra điều sai trái, khiến gia đình mà phải chịu khổ. Bây giờ ông giải quyết thế nào? Còn giải quyết thế nào nữa? Đã phạm vào những điều cấm kỵ huyết thống là trái với đạo lý, trái đạo làm người, là vi phạm pháp luật. Mọi người hãy lại đây. Bây giờ tôi có một giải pháp, chúng ta hãy cùng nhau lên Hà Giang để cứu lấy người, cứu lấy huyết thống dòng họ của nhà ta.